Từ khóa của mẹ Thu Thủy dành cho con trai mẹ là gì ạ? Dạ, từ khóa là dày dạn. À, con trai tôi thì lớn tuổi nên cũng đang kinh doanh shop thời trang giày dép đó. Rồi cũng cũng có kinh nghiệm nhiều nên về cách sống rồi cũng cách sống cũng dày dạn. Đó là nói về kinh nghiệm của cuộc sống đó. Nó đã lớn tuổi rồi cũng cũng nhiều lần vấp ngã cho nên là bây giờ đã trưởng thành nên mình muốn kết thúc là ngắn gọn vậy để nhà gái hiểu và thông cảm đó mà. À, theo tôi nghĩ thì chị nói là về con trai đó dày dặn đúng không? Dạ. Thì coi như là cái cách của cháu nó là trong cuộc đời hay là trong cái ngành mà quản lý hay làm việc là nó dày dặn rồi. Thì cũng chung luôn là nó đã lớn và đã kinh nghiệm buôn bán kinh doanh đã lâu năm rồi, rồi cũng có gia chạm với cuộc đời cũng nhiều nữa. Dày dặn chung cho công việc và cuộc sống luôn. Đúng rồi. Đó. Cho tôi hỏi là cháu nó vấp ngã gì trong cái cuộc sống? Thì cũng có vấp ngã một lần yêu, rồi cũng có kết hôn rồi, giờ hiện tại thì cũng có đứa con, nhưng mà đã ly dị, cho nên là coi như là nó cũng đang là độc thân. Bé con là bao nhiêu tuổi ạ? Bé con trai nay 13 tuổi rồi, đã ly dị lâu rồi. Tôi cũng xin nói với chị là con mình thì nó cũng trải qua là một đời vợ và có đứa con hả chị? Dạ. Thì nói chung là cái đó là do cái số phận của mỗi từng người thôi. Dạ. Chứ cái số thôi chứ không phải là ai người ta muốn vậy. Đúng. À. Hay quá nhà gái, thông cảm. Dạ. Thông cảm quá luôn á. Dạ, mời gia đình số 2, từ khóa là gì ạ? Từ khóa của mình là dị. 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 Dị kìa em, đoán đi em. Giảng dị. Ờ đúng, em hay quá. Chị dị. Đang nghĩ dị dạng. Dị nhân của em. Dị nghĩ. Dị nghĩ. Dị, giảng dị. Giảng dị, hay quá em ơi. Giảng dị, tại sao lại là giảng dị ạ? Giảng dị, bởi vì con trai của mình nó là con trẻ, mới toan 21 tuổi năm thứ 2. Tất cả sống rất đơn giản và giảng dị. Em có thích cỏ non không? Con trai mẹ có một nụ cười rất là thân thiện đó. Dạ. Oh. Quá đã. Em mà 21 tuổi đó thì hiện giờ đang đi học thì chưa ra đời, chưa thấy cái nhiều gì phức tạp nên đang chọn một chữ dị đúng không? Nhưng mà quan trọng là để coi đứa em tôi nó có phù hợp với người đó không? Tại vì em này hơi cao tuổi hơn cái người kia phải không? Người kia mới có 21 à. Nhưng mà không sao. Nhưng mà mẹ vẫn kinh doanh nho nhỏ, đủ để đỡ con là được rồi. Là cô nâng đỡ luôn đúng, con đúng, dâu. Đúng, chính xác. Cho nên là con chấp nhận con trai của cô đi. Nhưng mà cô... Ok. Xin chào mẹ Ngọc Mai, xin mời nói về từ khóa của mình. Từ khóa của mình đó là tâm. Tâm can, tâm niệm. Mỹ tâm. Hả? Nãy giờ mấy chữ tâm đó thua, có một chữ tâm này quyết tâm mới được. Hay quyết tâm mới được. Nhưng mà để coi phải từ khóa đó là của nhà trai hay không. Và từ khóa của mình là gì ạ? Từ khóa của mình đó là tâm sáng và tâm kiên định. Trái quất. Ông nói là về cái tâm hồn ở trong. Tâm sáng và tâm kiên định là một hướng đi. Đúng vậy. Dạ rồi. Hướng đi. Mời cô giải thích. Tâm sáng có nghĩa là tâm trong tâm hồn mình lúc nào cũng phải tỏa ra một cái gì đó là tâm sáng. Có nghĩa là mình luôn sống chan hòa, biết yêu thương với những người xung quanh và biết giúp đỡ mọi người. Còn tâm kiên định có nghĩa là khi mà bất kể gặp một vấn đề nào đó mà con vững tâm lên và kiên định lên thì tất cả vấn đề con đều giải quyết được và thành công hơn. Nghĩa là đây là một chàng trai hướng thiện. Đúng vậy. Đúng không ạ? Đúng một vậy. Một chàng trai hướng thiện và quyết tâm trong cuộc sống của mình. Nãy giờ nghe thì rất là thích nhưng mà chưa biết là lứa tuổi bao nhiêu đây. Quan trọng là tuổi bao nhiêu. Con trai mình là 23 tuổi. Hiện bây giờ là con trai của cô là đang làm bên gì? Cháu đang làm về bên lĩnh vực thiết kế nội thất. Dạ, nhà này là buôn bán đĩa ốc. Còn con trai thì thiết kế nội thất. Dạ, là full combo đó. Nghĩa là cưới về là cất nhà, trang trí nội thất, là xây biệt thự, là làm được hơn. Dạ là em ra trường được mấy năm rồi cô ha? Cháu mới ra trường được 2 năm thôi. 2 năm. 2 năm rồi, cũng do là gia đình đã có nguồn gốc kinh doanh từ năm 2008 đến giờ. Thì ba mẹ thì cứ kinh doanh, thì con thì phụ thêm. Thì bên cạnh đó thì cháu chọn về bên lĩnh vực thiết kế nội thất để hỗ trợ cho ba mẹ. Quá hài lòng. Rồi, quá hài lòng. Quá hài lòng. Nhưng mà đừng vội quyết định, tại vì còn một từ khóa nữa. Đó, xin mời từ khóa của mẹ Nguyễn Thị Hương. Dạ, từ khóa của con trai Quang Tuấn tôi là nóng. Nóng. Hả? Nóng tính. Nóng tính, nóng em, lòng. Chắc hồi đó giờ em có ác cảm với người nóng tính phải không? Nhìn tại mặt vì, em. Tại vì em cũng nóng. Em cũng, thôi em đừng nói gì hết.
Em cũng thôi. Ừ, em cũng thôi. Vậy nãy giờ hai anh em mình giỡn, chắc bé cũng quạo trong lòng á. Quạo đó. Vui vẻ không quạo. Nè, nóng tính nè, nóng nảy nè, nóng bỏng. Đúng. Nóng bỏng. Có thể là hấp dẫn, sexy. Một chàng trai nóng bỏng nữa. À, nóng ở đây không phải là nóng tính, nóng nảy, mà là nóng ấm. Có trái tim nóng ấm, nóng bỏng. Và cái công việc của con là cũng là rất là nóng và sôi động. Quang Tuấn là năm nay 28 tuổi, là thiết kế tạo mẫu tóc. Và một công việc nữa mà con rất là yêu thích, đó là đánh DJ trong các đám ma. Rất là nóng, rất là sôi nổi. Thì tôi cũng xin hỏi chị là cái câu nóng của cháu đó, là ngoài ra cái tính tình của cháu là nó không như là chị nói là không có nóng. À. À, mà cái này là nóng, nó coi như là trong cái công việc lúc nào cũng là nóng, cũng thành công. Đó chị. Dạ. À. Nóng là nhiệt tình, nóng bỏng trong nóng công việc. Nóng nhiệt tình, dạ. Nóng trong công việc cho nó xong công việc đó. Thì ở đây bên đàn gái thì thấy nó cũng có nhiều cái phù hợp với lại đàn trai, là cái chỗ mà như anh Si nói đánh đàn đó. Hình như là còn làm bên thời trang nữa phải không cô? Dạ, con là thiết kế tạo mẫu tóc. À, đó. Còn con tôi tóc. Thì chăm sóc sức khỏe, coi như là con thì chăm sóc sắc đẹp và mẹ thì chăm sóc sức khỏe. Con là đẹp, làm mẹ. Em là full couple rồi đó, em về là em khỏe luôn á. Đi diễn là đâu cần phải ra làm tóc nữa. Đó chồng làm tóc nè, xong rồi mẹ chăm sóc sắc đẹp rồi sức khỏe này nọ, làm là nhạc chồng làm nhạc luôn. Hát luôn. Rồi khỏe xong. Quá ha. Hy vọng là hai bạn sẽ hợp với nhau. Đó, mà cái tuổi là hơn Ngọc chỉ có 2 tuổi thôi. Dạ. Bên đây thì thấy thứ nhất là tuổi là hợp rồi ha. Tuổi thì cũng ngang ngang tuổi với nhau ha. Đúng rồi. Rồi có nguyên một cái ekip. Ủa, ekip. ekip gia đình. Đúng rồi, nguyên cái ekip gia đình mà để phục vụ cho cái nghề của Ngọc. Đúng. Hiện giờ nó thấy là hợp đó. Dạ. Nhưng mà là quan trọng là để sức khỏe và sắc đẹp luôn ạ. Đó, đó. Đó. Đẹp làm tóc luôn. Đúng rồi, thì mọi cái là nó hợp rồi, nhưng mà để trước nữa người nhan sắc bước ra để xem Ngọc có chọn hay không nữa. Đó. Đó. Chưa đâu. Ở đây không có được coi nhan sắc, xin thưa. Loại trước khi gặp mặt. Cho nên là đừng hòng coi nhan sắc. Đừng có mơ. Dù cho chúng tôi là đồng nghiệp nhưng mà đừng có mơ chúng tôi phá luật. Và bây giờ là giây phút vô cùng căng thẳng, giống như là anh Phương Hiếu đã nói, chúng ta chưa được gặp mặt bốn chàng trai, vậy mà đã phải chọn để loại một gia đình rồi. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết quý vị đã lựa chọn dừng cuộc chơi đối với gia đình số mấy. Hãy cho chúng tôi biết quý vị đã quyết định dừng cuộc chơi đối với gia đình số mấy. Tôi xin lỗi là tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình. Gia đình số 2. Số 2 là mẹ Kim Nga và con Ngọc Hoàng hả? Sao vậy cô? Gia đình nước ngoài, Việt Kiều mà cô. Thì tại vì ở đây tôi cũng nói là bé, mấy trai nó cũng còn nhỏ quá, nhỏ hơn gái thôi. Mà ở đây thì tôi cũng sống với gái tôi là mẹ nuôi, tôi cũng hiểu tánh nó rồi. Nó muốn lựa một người chồng nào đó coi như là lớn tuổi chút, để cho nó có một cái con đường vững chắc. Vậy thì chúng ta cùng chào đón bạn Ngọc Hoàng tại Cho Phép Được Yêu. Mình là ở đâu, sinh sống ở đâu, mới về thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ vâng, em thì sống ở đây lâu rồi, còn ba mẹ thì mới về cho nó vài tháng thôi ạ. Ở đâu? Dạ ở bên Thái Lan ạ. À rồi, vậy là em có gốc Thái Lan không? Dạ không ạ, nghe em là gốc Việt ạ. À. Là ba mẹ là người Việt hết, mà hiện nay là mẹ đang sống ở Thái Lan, đúng không? Còn em mà sống ở Việt Nam với ai? Dạ em sống với cậu với dì từ nhỏ. Cậu với dì? Dạ. Rồi. Rồi xong cái em thấy chị Bảo Ngọc nãy giờ em có rung động trái tim không? Sao chị kêu bằng chị vậy? Ủa quên. Ừ, tự nhiên kêu nó bằng chị. Quỷ. Em thấy bé Bảo Ngọc á, nãy giờ em có rung cảm gì không? Dạ. Em thấy Bảo Ngọc rất là xinh. Rất là cao ráo và gọi là xinh. Em thích không? Nó không thích thì bảo là nói dối. Còn chị em thấy bạn rung làm em cũng muốn rung theo. Em có muốn chị Ngọc cái tay rung quá kìa em cho em không?
bé. Chị Ngọc nắm tay tiếp thêm sức mạnh thôi, bạn bè với nhau mà. Đó. Thôi. Đó. Rồi, hết rung chưa? Dạ rồi. Rồi, nói coi có thích chị Ngọc không? À, thích, rất thích luôn. Cô và hai anh bên kia thì có lý do nghe rất là hợp lý. Có nghĩa là vì cái tuổi. Ai biểu mình sinh sao để muộn chi? Em thì gọi là đang đi học, nhưng mà em cũng có tự lập, gọi là từ bé em không sống xa ba mẹ, cho nên là mọi việc cá nhân hoặc là mọi chi tiêu đều em tự lo được hết. Cái đó là đã là một cái khác rồi. Có nhiều cậu là được bảo bọc rất là nhiều. Thậm chí là giờ đi học hàng ngày phải xin tiền gia đình đó. Dạ thưa cô và thưa hai anh, sau khi mà nghe em nó nói như vậy á, thì mình có chút xíu nào tiếc tiếc không ạ? Tiếc, tiếc là tiếc em nhỏ tuổi quá. Nhưng mà đây là đang tạo điều kiện cho em tiếp tục đi học đó. Em là đẹp trai nè, phong độ nè, rồi biết tự lập ngay từ nhỏ nữa. Rất là hay, rất là tài luôn. Nhưng mà giờ tiếc em nhỏ hơn Ngọc nhiều quá. Tiếc vậy thôi. Lúc đầu thì cứ theo gia đình em. Nhưng mà khi mà bạn xuất hiện thì em giống như chị vậy đó. Thì em rất là tiếc. Em không biết là bên hội đồng tư vấn nhà em không biết là có cần phải suy nghĩ lại không. Cái này là Bảo Ngọc có đang làm khó gia đình nè. Rất đẹp trai, rất bản lĩnh và tự tin. Đúng rồi. Nói chung là chúc cho em sẽ học thật giỏi và sớm tìm được tình yêu của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc cô cùng em thật nhiều sức khỏe ạ. À. Xin, dạ, chào. Xin chào. Yeah. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.